Xin kính chào các bạn. Hiện tại mình đang đứng ở cái farm ở Sóc Trăng, tiến hành để lắp đặt cái máy bơm 315 vì họ muốn đẩy mạnh cái quá trình bơm nước vào cái ao nuôi, thì họ đã yêu cầu đặt hàng bên mình một cái máy bơm 315 nữa. Và đây là một cái cụm máy bơm 168 do bên mình lắp đặt. Thì từ xa các bạn đã nhìn thấy được cái những anh kỹ sư của bên mình đã lắp đặt hoàn thiện và tiến hành đưa vào test. Thì các bạn nhìn theo cái đường tay của mình chỉ nè các bạn, đó là những cái cụm máy bơm ở ngoài cái cống thì lấy nước từ ngoài môi trường vào ao lắng. Thì họ đã lắp đặt xong, thì bây giờ họ tiến hành test đó các bạn, họ tiến hành đã dọn dẹp. Và đây, vì đây là cái ao lắng này, các bạn quan sát nha, cái ao lắng của họ rất là lớn, thì nhu cầu của họ lấy nước rất là cao, và họ muốn đẩy mạnh cái vấn quá trình lấy nước vào và tăng cường cái việc lấy nước và cho nó nhanh hơn nữa. Thì họ đã yêu cầu đặt hàng bên mình một cái máy bơm 315. Thì các bạn theo chân mình nha. Đó, đó bên họ trước đó là có một máy bơm 315 bên mình lắp đặt, và có những hai cái máy bơm 250. Thì đây là cái máy bơm 315 của mình mới cải tiến lại, có hiệu suất mạnh mẽ và động cơ hoạt động bền bỉ. Các bạn nghe cái tiếng rất là mượt mà, và mà nghe nói chung là rất là ổn định ha các bạn. Thì hiệu năng của cái máy bơm 315 này rất là lớn, thì bạn nhìn như vậy chắc bên ngoài rất là lớn các bạn. Công suất và lưu lượng của nó đạt tới 8.000 đến 1.000 mét khối nước trên giờ. Thì những vòng tua của nó bạn bạn nghe rất là chất lượng. Thì chủ farm cũng có ghi nhận những cái máy bơm như là cái máy bơm kế bên này các bạn, thì họ không có đạt chất lượng bằng cái máy bơm bên mình, và họ bỏ 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 dàn máy bơm đó, họ thay thế bằng dàn máy bơm của bên mình. Đây đây là cái máy bơm 315 do bên mình sản xuất và lắp đặt cho họ, và những anh kỹ sư và những anh kỹ thuật bên mình đã đo đạt đường ống và tiến hành lắp đặt cái đường ống theo đúng yêu cầu, đúng tiêu chuẩn như họ bên họ đưa ra. Thì mình đây là cái ống 315, thì có cái co đi xuống mà mặt nước đó, để hút nước. Thì ở dưới dưới sông đó, ở ngoài môi trường, thì họ đặt những cái lớp B cũng 315 luôn các bạn, lớp B bằng inox 304 do bên mình sản xuất. Thì họ để hút nước nhanh hơn, để tăng cường quá trình hút nước vào ao lắng một cách nhanh, vì ở đây thủy triều nó lên lên xuống rất là nhanh, lên cả 2 3 tiếng thì nó rút xuống rồi. Thì bởi vậy họ yêu cầu phải có những cái máy bơm có công suất lớn để hút nước qua ao lắng để cho nó nhanh hơn. Thì họ ở đây họ rất là kỹ nha các bạn, họ đã rào chắn đừng cho rác hay là những vi sinh vật ngoài vào trong quá trình hút nước, thì nó bị kẹt đường ống các bạn. Ở đây là gọi là 5 cái máy bơm hút một lần như vậy thì hiệu suất rất là lớn. Thì các bạn cũng quan sát đó là đang hút này, hút xoáy 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 dòng nước này các bạn, nó xoáy dòng nước mà nó kêu, cái hiệu năng nó rất là lớn. Thì mình sẽ khi lúc lúc mình lắp đặt các bạn, cái ống là rất là lớn, là 2 3 người khiêng luôn các bạn. Thì cái mặt bích bên mình cũng gia công lại, thì cái mặt bích này cũng 315 thì gia công lại là bằng inox 304 hết, bù lon con tán. Thì đây là cái ống 315 này các bạn, ống nước để đẩy đẩy vào môi trường. Ống ở ngoài là mình khiêng không nổi luôn các bạn. Bên họ kỹ, rất là kỹ nha, họ đang gia cố cái ống lại để cho cái nguồn nước bên trong nó chạy, nó không bị dao động. Thì các bạn cứ quan sát ha. Thì họ gia cố, họ chuẩn bị đổ bê tông luôn đó các bạn, đổ bê tông để giữ chặt cái ống này. Cái ống 315 này có độ dày khoảng 15 ly các bạn. Dày lắm. Lúc mình ôm và những anh kỹ thuật thiết kế lắp đặt và gắn vào cái máy bơm 315 thì mình gắn không nổi luôn đó các bạn. Thì cái đó đó nó gia cố bằng bê tông giống như cái máy bơm 315 lúc trước đó mình lắp đặt cho farm này nè, để cho nó giữ cố định cái ống
do cái lượng nước nó đi cho nó ổn định, nó không có xảy ra những cái vấn đề. Thì theo chia sẻ của chủ farm thì năm cái máy bơm hoạt động liên tục như vậy, bơm vào ao lắng thì mực độ nước lấy được khoảng 15.000 mét khối nước trên giờ. Thì các bạn quan sát rằng cái ao lắng của họ rất là lớn, thì họ cung cấp cho đẩy vào những cái ao, họ xử lý xong rồi họ đẩy vào ao nuôi, thì bởi vậy nhu cầu của họ phải gọi là tăng cường những máy bơm. Và bên cái farm này nó lắp đặt cho mình cũng rất là nhiều nhiều máy bơm rồi, và mình cũng đi lắp đặt rất là nhiều farm, thì máy bơm bên mình thực sự họ đánh giá rất là cao hiệu năng và cái độ nước ổn định. Các bạn cứ quan sát nha, cái độ nước nó chảy vào rất, nó đặc ống luôn, ống ống nước nó đặc luôn các bạn. Vì vì mình cải tiến cánh bơm và motor họ sử dụng 30 HP nha các bạn, thực sự rất là mạnh. Họ bơm nước vào, họ vì họ canh cái chiều cường của nước, mà chiều cường của nước họ không bơm liền thì nước nó rút xuống thì họ sẽ không bơm được, là đẩy vào ao lắng, thì vì thế họ sẽ đẩy mạnh quá trình bơm này. Và cảm ơn các bạn đã luôn tin dùng những sản phẩm bên mình. Xin kính chào.